một chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác và rất chi là nhiều các mã sản phẩm hay các bác ơi. Ngày hôm nay này, đặc biệt em sẽ có rất là nhiều các mã máy bu lông pin này, máy khoan đầu kẹp, đầu chuyên vít, bu lông búa nhỏ, búa lớn và rất là nhiều những cái mã máy cắt, máy mài, máy bi, máy điện rất là nhiều các bác nha. Đặc biệt này, hôm nay sẽ có cái lô máy mài chỉnh tốc của Huka hàng Chí Hãi như thế này. Với thiết kế là hàng logo dập nổi này. Máy là máy 1 tấc nha, dài điện trực tiếp 220V và công suất cực đại lên tới là 950W. Màu vàng pha đen rất chi là đẹp luôn. Máy này sẽ được điều chỉnh này, 7 tốc độ nhanh chậm luôn các bác ạ. Máy thì sẽ là hàng dây đồng 100% nha, dài điện trực tiếp 220V như thế này. Và với cái sản phẩm này khi mà anh em mình nhận và sẽ có nguyên bộ này, trong này thì sẽ có đầy đủ cho anh em mình này. Một cái ốc bảo vệ lưỡi này, một cái tay mở lưỡi này, tay cầm máy như thế này nha. Đây, còn có cả một đôi chổi than dự phòng cho anh em nhà mình, rất là xịn sò luôn. Mà ngày hôm nay thì sẽ có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt gửi tới tay tất cả các bác hàng nhà em chỉ với mức giá là 450.000 đồng anh em nhé. Chốt đơn mã này thì anh em gọi cho em là máy mài chỉnh tốc Hukan màu vàng, giá cho em là 450.000. Còn bên này thì em sẽ có ba cái mẫu máy cắt cầm tay, máy màu xám xi măng thiết kế này, có ba cái mẫu như thế này thì các bác tham khảo cho em. Đầu tiên là cái mã này nha, đây mã này thì các bác gọi cho em là máy mài của Hukan màu xám, công tắc đuôi, máy điện nha. Giá thì là 450.000. Với thiết kế máy màu xám xi măng và với cái máy này thì các bác nhìn cho em này, nó rất chi là nhỏ gọn. Máy thì sẽ có model là HKAGX1080S nha. Và hàng dây đồng 100% cho các bác, dây điện dẫn thì rất chi là dài luôn. Và với cái mã sản phẩm này cũng theo đầy đủ cho các bác nha, tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi luôn. Và giá thì chỉ có 450.000. Chốt đơn các bác gọi cho em là máy mài điện của Hukan màu xám loại công tắc đuôi, giá 450.000 này. Và em còn có hai cái mẫu công tắc cạnh nhá. Đây, công tắc cạnh là nó sẽ có cái mẫu này là 950W này và mẫu 1100W này. Đây, hai cái mẫu như thế này cho em. Hai cái mẫu này á thì sẽ đều là hàng công tắc cạnh nhưng mà em sẽ phân biệt cho các bác nhá. Một con sẽ là 950W, một con thì sẽ là 1100W nha. Hai cái mẫu này thì đều có này, có thể điều chỉnh tốc 7 tốc độ luôn ở dưới đuôi máy như thế này, điều chỉnh 7 tốc độ. Và đặc biệt này, máy sẽ có chức năng khởi động mềm, tức là khi mà các bác cắm máy vào, cắm vào điện thì nó mới đầu nó chạy, nó sẽ từ từ trước, sau đó mới nhanh dần lên đến tốc độ mạnh nhất thì các bác làm nó không có bị giật máy nhá. Đấy, thì không bị giật mình khi mình sử dụng mới cắm điện. Đấy, và có cả chức năng là chống khởi động lại, tức là khi mà các bác cắm điện đang mài, đang cắt, trong cái quá trình mình đang làm nó mất điện ấy, khi điện có trở lại là máy cũng không chạy lại mà các bác phải tắt công tắc đi, bật công tắc lại thì máy mới chạy. Đấy là một cái ưu điểm rất là hay, một cái chức năng mà mới nhất trên thị trường, tất cả các hãng đều chưa có cái chức năng này. Đây sẽ là cái chức năng mới nhất các bác nha, sử dụng rất là an toàn luôn. Và với cái con máy mà 1100W này này thì nó sẽ có những cái lỗ thoát khí như thế này, tất cả đều là logo dập nổi này, khắc nổi như thế này luôn cho em, máy cực đẹp luôn. Nếu mà hôm nay các bác chốt nha, cái mã 950W này này giá là 670.000, còn cái mã 1100W này giá là 770.000. và em sẽ đọc cho các bác cái vòng tua nhá. Cái mã 950W thì vòng tua của nó sẽ là 11.200 vòng trên 1 phút, còn cái mẫu mà 1100W thì vòng tua của nó sẽ là 11.500 vòng trên 1 phút các bác nha. Hai cái mẫu này đều sử dụng là lưỡi 1 tấc. Đấy, đều sử dụng là lưỡi 1 tấc nhưng mà một con là công suất nhỏ hơn và một con là công suất mạnh hơn. Đấy, và dây điện dẫn thì rất là dài nhá. Nếu mà với trọng lượng ấy, với trọng lượng máy mà chưa lắp phụ kiện thì nó rơi vào tầm 1,7 kg luôn nha các bác nha. Rơi vào tầm 1,7 kg đấy, máy tức là rất chi là nặng luôn. Và hàng logo dập nổi như thế này cho em. Đấy, các bác chốt đơn cái mã này thì gọi cho em là máy mài điện Hukan công tắc cạnh màu xám loại 950W, giá 670.000. Còn máy này thì gọi cho em là máy mài điện Hukan công tắc cạnh màu xám loại 1100W, giá cho em là 770.000 nha. Ngoài ra thì hôm nay em sẽ có nhiều những cái mã máy bu lông này. Đây, các bác tham khảo cho em. Ở đây thì sẽ có 3.000 những cái bộ máy bu lông pin cho em. Ở đây sẽ là những cái bộ bu lông to này. Đấy, bu lông búa to như thế này nha. Mã này sẽ là bu lông búa to của Mazda này các bác ơi. Nếu như mà anh em mình làm Gara ô tô này,
này sửa máy xúc, máy cày, máy lổ thì em có thể tham khảo mã này. Mã này thì sẽ có thiết kế là đầu bu lông vần hai đầu đặc nha. Máy sẽ là máy khâu chổi thai nha. Hàng này là hàng chân pin phổ thông này. Nếu mà anh em nào mình ở nhà có pin sẵn rồi, mình mua thân máy nha. Thân máy là giá 650. Còn anh em mua chọn bộ như thế này này, chọn bộ thì nó sẽ là nguyên hộp như thế này này. Anh em có một thân máy hai pin này. Đấy, một sạc này. Trong hộp này thì sẽ còn có đầy đủ cho anh em là sẽ có thêm là một cái dây đeo này. Đấy, một dây đeo máy và một khẩu mở bu lông 22 như này cho em nha. Đấy, tức là nguyên bộ thì sẽ rất là đầy đủ luôn cho anh em mình. Và nguyên bộ thì giá chỉ có 1.050.000. Con máy này ở trên máy á, nó sẽ để thông số là 1.280 lô tôm. Nó sẽ là một con máy bu lông của to và lực sức mạnh nha. Với một cái thân máy này này, trọng lượng thân máy thôi chưa có pin là nó đã rơi vào tầm 1,9 đến 2kg luôn. Tức là cái trọng lượng của nó sẽ nặng gấp đôi những con máy bố nhỏ ạ. Máy này thì các bác sử dụng để giao vào bu lông cỡ lớn tầm 20-30 nha. Với những con máy bố to này, các bác cứ tham khảo giá của thị trường, bao giờ cũng giá từ 1,8 triệu trở lên nhá, không có giá trở lại đâu. Cho nên là hôm nay để các bác có thể chốt đơn được cái mã này, giá có 1.050.000, đó là một cái mức giá cực hời luôn. Các bác chỉ cần nhanh tay đặt hàng lên đơn, nhớ gọi cho em là bu lông bố to của Mazda nha. Nhớ cho em là thân máy là không theo pin là giá 650, còn chọn bộ theo nguyên hộp thì giá sẽ là 1.050.000 nha. Đấy, còn nếu như mà anh em mình làm xe máy này, anh em mình mà cần những con máy bu lông với mức giá trung bình thì mình có thể tham khảo cho em bên này có 3 mẫu. Đấy, đầu tiên này, các anh em lấy cho em là cái mẫu này là mẫu máy á, bu lông màu vàng nha. Bu lông màu vàng này và bu lông màu xanh này anh em này. Đấy, màu vàng và màu xanh cho em, hai cái mẫu này sẽ đồng giá nhau nha. Rất là khỏe này. Cái hàng này sẽ có 3 đèn led này, anh em lựa chọn cho em màu vàng hoặc màu xanh, đồng giá nhau, giống nhau, chỉ khác màu thôi anh em nhé. Đấy, với cái sản phẩm này đây, em mình nhận nguyên hộp nó sẽ như thế này này. Có một thân máy này, hai pin, một sạc và sạc bàn nha. Pin sẽ là pin châu, pin 10C và pin phổ thông nha. Theo máy là có một dây đeo máy và một khẩu 22 như thế này này. Có một cái hộp đựng máy như này luôn. Đây, máy này thì sẽ có lực xiết là 330 Newton nha. Với thiết kế này, đầu bu lông 1/2 và đầu rỗng. Đấy, đầu bu lông 1/2, đầu rỗng đa lăng này. Anh em mình có thể giao vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít này, hoan tường cũng được luôn cho em. Đấy, và điều chỉnh sẽ là được hai tốc độ nhanh chậm anh em nhé. Được hai tốc độ nhanh chậm như thế này. Đấy, em cho ở đây là tốc số 1 này, lên tốc số 2 này. Đó, và khi mà anh em đảo chiều máy qua thì sẽ có chế độ tự ngắt như thế này. Khi mà có cái đèn tròn hình tròn màu xanh ở đây, đây là chế độ tự ngắt nhá. Chế độ này là chế độ để tránh bị đứt ốc này. Anh em mình tắt cái chế độ này đi, bấm cho em cái phím màu vàng ở đây, tắt cái đèn tròn màu xanh này đi là ok này. Đó, rất là ngon, máy xài rất là êm và đồng giá nhau hôm nay nhá. Anh em mình chốt đơn này gọi cho em là bu lông xanh này hoặc bu lông vàng này, chọn bộ như này giá chỉ có 650.000 thôi anh em ạ. 650.000 thôi, giá rất là rẻ và em còn được hỗ trợ miễn phí ship cho anh em. Đấy, còn mức giá mà vừa phải hơn anh em mình tham khảo cho em cái mẫu bên này. Đây, bên này sẽ là bộ bu lông xám nha. Bu lông xám đây này anh em này, bu lông xám đây. Bu lông xám thì cũng nguyên bộ cũng như là bu lông vàng luôn, chỉ có điều là cái con bu lông xám này thì nó sẽ là loại một đèn led nhá. Nó cũng là lực xiết 330 lô tôn. Đầu bu lông 1/2, đầu rộng như thế này cho em, đa lăng và tiện lợi cực kỳ luôn. Trời ơi, cực kỳ là êm luôn anh em ạ. Thì với cái sản phẩm này cũng theo đầy đủ nguyên hộp cho anh em mình nhá. Một thân máy, hai pin, một sạc, một khẩu 22, một dây đeo, một đựng. Mà giá thì chỉ có 599.000 đồng thôi, miễn phí ship hoàn toàn cho anh em. Đấy, cái hàng này á, nó sẽ là hàng cho pin phổ thông. Kể cả anh em mà mua cái bu lông vàng, bu lông xanh cũng là cho pin phổ thông luôn, rất là tiện lợi luôn anh em ạ. Đấy, anh em ở nhà có pin có sạc rồi mình mua thân máy nhá. Thân máy bu lông xám này này, em sẽ tặng cây giá sẽ là 299.000. Đây, thân máy đây. Thân máy thì nó không theo phụ kiện gì, nhưng mà anh em mà lấy nguyên hộp á, thì nó sẽ theo đầy đủ hai pin và một sạc, dòng pin 10C cho em nhé. Chốt mã này gọi cho là bu lông xám nha anh em nhá. Đấy, còn nếu như mà anh em mà cần những cái con máy đầu kẹp 13 ly, đây, lên cho em mã này. Đây là bộ khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda. Hôm nay anh em nào mua cái thân máy như này này thì giá là 500.000, còn mua chọn bộ là 800.000 cho em nhá. Chọn bộ đây nguyên hộp như thế này. Anh em nhìn cho em nhá, với cái sản phẩm này á, trong hộp thì sẽ có đầy đủ cho anh em mình. Nếu mà anh em mua bằng nguyên hộp như thế này này, sẽ có một thân máy và hai pin như này cho em nha. Hai pin này, một sạc này, sạc bàn nhá. Pin này là pin châu 10 cell này, có một cái tay cầm đi theo này. Đấy,
nguyên hộp là sẽ như thế này cho em. Và giá em bán tặng anh em mình thì thân máy có 500.000 thôi, chọn bộ là có 800.000 thôi. Đấy, và đây sẽ là một con máy khoan 3 chức năng như thế này, có chức năng búa khoan tường nhá. Điều chỉnh là 20 cấp độ chuột này và được chỉnh hai cấp chức năng máy như này. Đầu của nó sẽ là đầu kim loại 13 ly tự siết. Thì anh em mình sẽ lắp mũi 13 ly đổ lại. Máy thì sẽ là sử dụng motor từ không trở than, hà cho bi phổ thông. Đây sẽ là một bộ máy khoan pin đa chức năng. Anh em mình sử dụng bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan từ cho em đều ok nhá. Chốt mã này gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh của Man Giang. Đấy, em có thể mua thân máy hay chọn bộ là tùy theo anh em này. Tiếp theo này, nếu mà anh em mình muốn sử dụng những cái máy 13 ly mà hàng cao cấp hơn thì mình sẽ lấy con VUCA 533 này nha. Đấy, máy VUCA 533 này, với cái bộ máy này á, phụ kiện cũng như con máy màu xanh luôn. Có điều nó sẽ là hàng cao cấp hơn, nó là hàng của VUCA, logo dập đổ như này luôn này. Đấy, con máy này cũng có 3 chức năng nha. Và nguyên bộ sản phẩm của nó đây, nguyên hộp thì anh em mình nhận về nó cũng đủ bộ như thế này này. Có đây là một thân máy nha, hai pin màu xám cho em. Đấy, trong hộp là nó cũng đầy đủ như thế này này. Anh em mình nhận về là ở đây là một thân máy này, hai pin này. Đấy, hai pin như này, một sạc nha, sạc bàn này và có tay cầm máy luôn. Nguyên bộ sản phẩm này hôm nay em sẽ sale cho các bác của mình là mức giá 1.050.000 đồng thôi. Đấy, đầu 13 ly và máy là sử dụng motor từ không trở than nhá, có 3 chức năng, hà cho bi phổ thông các bác nhá, hai pin 10 sao đi cả mà giá chỉ có 1.050.000. Anh em nào chốt đơn mã này thì nhớ lên đơn cho em là khoan pin VUCA 533 nhá, giá 1.050.000. Đấy, còn bên này thì em sẽ có những cái con máy bu lông của VUCA đây này các bác này. Hôm nay bu lông của VUCA này em có cái chương trình khuyến mại nhá, đây nhá các bác nhá. Đây là bu lông VUCA X4 IMB, máy màu xám. Các bác có thể mua thân máy riêng. Đây, bên này sẽ là những cái thân máy. Thân máy thì nó chỉnh như thế này thôi. Thân máy thì không theo pin nha các bác nhá. Đấy, còn các bác mà không mua thân máy thì mình mua chọn bộ. Đây, chọn bộ nó sẽ như thế này. Đây này, hàng nguyên hộp cho em. Khi mà các bác mua chọn bộ là nguyên hộp, trong hộp thì nó cũng có theo hai pin, một sạc, khẩu 22 và dây đeo đi kèm, giống như những cái dòng bu lông khác. Được chưa? Con mã này các bác gọi cho em là bu lông VUCA X4 màu xám nha. Con này với thiết kế đầu bu lông 1/2 và đầu rộng các bác ạ. Đầu rộng và máy thì sẽ có lực siết là 330 Newton. Cái này hàng phiên bản mới là nó sẽ điều chỉnh được 3 tốc độ cho em nha. Đây, ở đây là sẽ là tốc 1 này, đây là tốc 2 này, đây là tốc 3 này. Đấy, các bác điều chỉnh là được 3 tốc độ nhanh chậm như thế này. Và hôm nay các bác muốn mua chọn bộ đầy đủ thì giá chỉ có 1.000.000 thôi, nhưng mà em sẽ tặng cho các bác cái bộ khẩu này. Tức là những cái mã bu lông khác là các bác, tất cả các mã khác các bác đều không được tặng bộ khẩu. Riêng cái mã VUCA X4 này hôm nay em có chương trình tặng bộ khẩu cho các bác. Thường thì là các bác không được tặng nhá. Hôm nay em chỉ tặng cho tầm độ 10 bác đặt hàng đầu tiên. Cho nên là bác là muốn được nhận quà thì các bác đặt hàng sớm nhá. Cái bộ khẩu này á, nó sẽ có 10 cái khẩu bu lông 1/2 đầu. Cái này là đầu 1/2 và cái chất liệu nó đẹp lắm. Khẩu dài 8cm nha. Đấy, từ khẩu 8. À đâu, cái này nó sẽ là từ khẩu 9 cho đến khẩu 24. Đấy, tức là nó sẽ có 10 cái khẩu bu lông 1/2 như thế này. Bác nào mà không mua máy bu lông ấy, mình mua cái bộ khẩu này gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh bé nhá. Giá cho em là 180.000. Còn bác nào mà mua chọn bộ VUCA X4 này này thì các bác gọi cho em là chọn bộ bu lông VUCA X4 loại màu xám tặng bộ khẩu xanh, giá 1.000.000. Các bác nhớ nói cho em là tặng bộ khẩu xanh nhá, để nhân viên em tặng cho các bác. Còn vì không là nhờ chương trình là em chỉ tặng cho tầm độ 10 bác ấy, cho nên là nhiều bác mà không được tặng, mình vẫn nghĩ là mình được tặng ấy, thì là các bác nhớ gọi đúng mã cho em. Bác nào mà mua chọn bộ em sẽ tặng bộ khẩu nhá, nhưng mà mua thân máy thì mình không được tặng, cho nên mình nhớ lưu ý cho em. Đấy, bây giờ mua chọn bộ đi, giá có 1.000.000 thôi mà được tặng cái bộ khẩu 180.000 như thế này. Đấy, có rẻ không các bác, quá là hòi luôn. Và hôm nay thì em còn có cái này này. Đây, hôm nay em có cái bộ máy cơ xích pin màu xám như thế này nhá. Cái bộ này thì nó sẽ theo là hai quả pin. Đấy, hai quả pin 10 sao như thế này. Đây, con này có lam một xích đi kèm cho em. Một bộ khai nhận về có một thân máy này, hai pin một sạc, dòng pin châu pin 10 sao và chân pin phổ thông, có lam một xích đi kèm. Giá thì chỉ có là 599.000 thôi. Nếu mà giá thị trường với con máy này nha, các bác mua nhá, 800-850. Và trên thị trường nó có loại lông ngắn, lông dài. Em sẽ gửi các bác loại lông dài luôn. Và giá thì thật sự luôn là ngày hôm nay rẻ hơn cả loại lông ngắn các bác mua ở thị trường. Đây đâu, các bác nhớ gọi cho em là cơ xích pin màu xám nhá. Giá là 599k một bộ này.
Đấy, còn bên này thì em còn có những cái đây này, đây là cái thân máy chuyên vít nha các bác. Thân máy chuyên vít của Huka nhá. Đây. Cái này rất đông các bác gọi cho em là thân máy chuyên vít của Huka loại màu xám. Với mức giá 450.000 một thân máy các bác ơi. Rẻ cực kỳ là rẻ luôn. Máy là máy không chổi than và chân bi phổ thông cho em nha. Các bác ơi nhìn nó xịn sò như thế này, nhỏ gọn như thế này mà giá rẻ quá. Hàng chính hãng của Huka logo dập nổi nha. Đấy, và đây cái đợt này em về cho các bác cả những cái thân máy bu lông của Gretma. Cái thân máy này á sẽ có lực siết này đây, 500 newton các bác ơi, lực siết gọi là lực siết mạnh luôn á. Nào, em sẽ thử máy cho các bác cho mình xem cái tốc độ của nó nha. Đấy. Rất là khỏe luôn. Cái đầu máy sẽ là đầu bu lông 1/2 và đầu rỗng các bạn. Đây, màu xanh của Gretma, màu xanh pha với màu đen xám như thế này, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Lên đơn gọi cho em là thân máy bu lông của Gretma. Đấy, giá là cái này hàng mới về nha, em chưa kiểm tra giá chính xác đâu. Các bác mà chốt thì các bác cứ liên hệ trực tiếp để nhân viên nhà em sẽ tư vấn cụ thể các bác. Một lát nữa em kết thúc video là em sẽ cân đối cái mức giá rẻ nhất cho các bác nha. Nào, và lên tiếp cho em ở đây thì hôm nay nói chung là với những cái sản phẩm gọi là nó bát ngàn luôn nha các bác. Đấy, hôm nay là với những cái bộ máy đây là máy mài chỉnh tốc của Marula đây này các bác này. Mài chỉnh tốc của Marula thì con máy này sẽ có chỉnh là 6 tốc độ cho em, 6 tốc độ nhanh chậm cho em. Và hàng này á thì nó sẽ là chỗ than bên ngoài. Máy là máy chui dài công tắc bóp máy 1 tấc nhá. Công suất của nó sẽ là 930W. Và hôm nay thì với một bộ sản phẩm đầy đủ cho em, hãng logo dập nổi luôn này, máy 1 tấc. Đi theo là có tay cầm tay mà ốp bảo vệ lưỡi. Đấy, các bác chốt gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Marula với mức giá em bán tặng là 399.000 miễn phí ship hoàn toàn các bác. Các bác ơi hôm nay này đặc biệt nhá, với những cái thước rút từ hãng như thế này, đây là thước 75m, thước này thì em sẽ có loại màu trắng và loại màu đen. Nếu mà các bác muốn lấy đúng cái loại màu trắng này thì các bác gọi cho em là thước rút từ hãng loại màu trắng nhá, giá chỉ có 5.000 một cái thôi. Với cái thước này thì nó đẹp, nó chắc chắn cực kỳ luôn, và rất là nhiều bác khách hàng bên em là các bác mua một cái hai cái rồi quay lại mua 5, 7, 10 cái luôn. Đấy, cho đơn gọi cho em là thước rút tự hãm loại màu trắng nhá. Giá 50.000 cho em này. Ở đây thì sẽ là một bộ máy khoan pin của Huken. Cái mã này thì nó sẽ là con Huka 5 cell mà F8. Thì đây các bác nhìn cho em với nguyên bộ sản phẩm nó đầy đủ như thế này. Có một thân máy 2 pin 1 sạc và phụ kiện đây ạ. Răng này sẽ có 3 chiếc răng và đầu 10 ly cho em nha. Với bộ sản phẩm này giá thị trường anh mua sẽ là 650 ạ. Hôm nay thì em sẽ xin phép là sale lỗ cho các bác nhà mình cái mã này, vì là em còn có 1-2 bộ nữa thôi. Đấy thì sale các bác giá là 550 nhá. Bác nào chốt thì mình gọi cho em là khoan pin Huka 5 cell mã F8, giá 550 là nguyên bộ như thế này cho em này. Còn đây thì sẽ là cái bộ khẩu, các bác ơi cái bộ khẩu này sẽ là cái bộ khẩu hộp xanh mà có cờ lê. Đấy các bác cứ gọi như vậy cho em. Giá thì có 650 thôi. Đấy, giá 650 hôm nay em giảm giá các bác 100.000 đấy. Cái thời điểm trước là 750. Hôm nay em sale các bác là sale lỗ luôn, là sale là 650, nó chỉ còn có một bộ thôi nhá. Đấy, cái này chất liệu đẹp, chất liệu rất là đẹp, mua một lần mình dùng mãi mãi luôn. Nó sẽ có khẩu 1/2 từ 8 đến 32 cờ lê này. Cờ lê này sẽ là cờ lê từ bao nhiêu đây? Cờ lê từ 6 đến 19 luôn đấy các bác. Và có những cái phụ kiện chồng bỏ tay lối dài như thế này. Chốt đơn mã này gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh có cờ lê, giá 650 cho em. Đấy, còn bên này các bác ơi, bên này thì cái đợt này á, em có những cái thân máy bu lông gãy một như thế này này. Cái này là hàng gãy một MB nhá. Gãy một MB thì thực sự luôn với các bác là nó là hàng phiên bản mới và với lực siết là 350 newton. Với cái sản phẩm này, cái đầu máy sẽ là đầu bu lông phần hai đầu rỗng ạ. Và máy sẽ là máy không chổi than nhá. Cái vỏ của nó, cái vỏ máy của nó sẽ là cái vỏ chống cháy, chống rơi vỡ hoàn toàn luôn. Khi mà các bác làm rơi rớt máy ở những cái độ cao tầng 3, tầng 4 nó cũng không bị vỡ vỏ hay là sắt cốt máy đâu. Và giá ngày hôm nay thì chỉ với mức giá 550 thôi là em sẽ treo cho bác những cái thân máy này. Gọi cho em là thân máy Huka F1 nhá, giá 550 cho em. Còn đây là những cái máy bắt ruồi này các bác này. Những cái máy bắt ruồi này các bác sẽ cắm điện trực tiếp 220V mình sử dụng bắt ruồi nhá, giá cho là 170. Đấy, các bác để thức ăn vào đây, cắm điện vào là cái này nó sẽ quay tròn này, để nó sẽ nhốt những con ruồi vào đây này. Đấy, gia đình các bác có nhiều ruồi mình mua cái máy này, gọi cho nó máy bắt ruồi nhá, giá 170 nha. Và qua phía bên này
Đây em xin mời các bác theo chân em qua đến cái túi bên này, thì cái đợt này em sẽ xem cho các bác là ở đây sẽ có những cái máy sấy tóc này. Đây, cái đợt này á là với những cái máy sấy tóc này em có màu đỏ, có màu đen các bác nha. Đây là màu đen này, có cả màu đỏ, số lượng nó còn ít thôi nên là em sẽ sale rẻ nhé. Đa số đây là màu đen này được các bác. Đấy, có cả màu đỏ nhưng mà các bác mua thì em gửi màu bất kỳ đấy. Các bác là muốn chọn màu thì bảo em. Cái máy sấy tóc này thì công suất của nó sẽ là 5.000W. Và khi mà các bác sử dụng cái máy sấy tóc này bên em, các bác mới so sánh được cái sự khác biệt mà so với những cái mẫu máy mà các bác đang mua ngoài thị trường. Công suất của nó sẽ là công suất cực đại. Và với cái sản phẩm này mà các anh em mình mua ngoài thị trường ấy, giá của nó là 350, 400.000 một cái, thậm chí 500.000 một cái. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sale các bác là giá 150 thôi, 150 thôi. Thì các bác gọi cho em là máy sấy tóc giá 150 là để cho các bác là dùng cho các chủ salon tóc là các bác đã sử dụng rất chi là nhiều rồi. Đấy, thì các bác chốt nhớ gọi đúng mã cho em nhé. Gọi cho là máy sấy tóc giá 150 cho em. Còn bên này thì lên tiếp cho em ở đây sẽ là những cái thân máy mài pin. Đây, cái thân máy này các bác gọi cho em là thân máy mài pin của Vulcan loại hộp giấy. Đấy, với cái hàng này á, công tắc ngót này, công tắc bóp này cho em. Và giá nha, hôm nay thì đây để em sẽ thử máy cho các bác, để em kiếm một cái quả pin em thử này. Cái này hàng chơi pin phổ thông các bác. Đây, ví dụ như là ở nhà các bác mà có sẵn những cái quả pin ở những cái máy chơi pin phổ thông này, các bác muốn những cái quả pin như này nha. Đây, dùng cho cái thân máy mài này cho em. Cái này thì sẽ chỉnh 3 tốc độ này. Em sẽ cho về tốc số 1 nhá. Đây là tốc số 1 này, tốc số 3 này, tốc số 2 này. Đấy, hàng công tắc bóp cho em, máy chạy rất là êm. Phụ kiện đi thêm sẽ gửi các bác có tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi các bác. Thân máy thì mình không kèm theo pin nhá. Và thân máy này thì giá có 520.000 thôi. Giá rất chi là hời cho em. Chốt mã này các bác gọi cho em là thân máy pin Vulcan hộp giấy, giá 520. Còn mức giá mà vừa phải hơn là các bác lấy cái thân màu đen này này. Đây, cái thân màu đen này nhá, để em thử cho bác cái thân màu đen luôn này. Cái thân máy này nó cũng là hàng công tắc bóp này, cũng là chỉ được 3 tốc và em cho vào tốc số 1 này, tốc số 2 này, tốc số 3 này. Đấy, chạy cực kỳ là êm luôn. Và mỗi một cái thân máy mài này em gửi cho bác nó đều theo những cái phụ kiện tay cầm, tay mở lưỡi và ốp bảo vệ như thế này nhá. Chốt mã này các bác gọi cho em là thân mài màu đen, giá cho em là 350 các bác ạ. Hàng của Mazda, máy này thì sẽ là máy không chổi than, máy một tấc cho em chơi pin phổ thông cực kỳ là tiện lợi luôn. Bên này thì sẽ là những cái thân máy thổi bụi các bác nha. Đây, thân máy thổi bụi này lên cho em màu đỏ của Marula, màu xanh của Dalot. Đấy, hai cái mẫu thân máy thổi bụi này này, các anh đều có theo ống thổi và túi đựng bụi như này nhá. Thân máy này thì anh em mình sẽ sử dụng thổi bụi và hút bụi được luôn. Giá một thân máy sẽ là 250 thôi ạ. Đấy, lên đơn cho em là thân máy thổi bụi màu đỏ hoặc thân máy thổi bụi màu xanh, giá 250. Anh em mình lắp ống thổi như này, đúng được bụi như này thì sẽ là chức năng thổi bụi. Còn anh em mà muốn sử dụng hút bụi thì anh em sẽ đảo chiều cho em, cho cái túi đựng bụi qua đây và ống thổi thì anh lắp qua đây, thì đó sẽ là chức năng hút bụi anh em nhé. Đấy, lắp như thế này là chức năng hút bụi này. Anh em mình lên đơn nhớ gọi cho em là thân máy thổi bụi pin màu đỏ hoặc màu xanh, giá 250 này. Còn qua phía bên này, đây, qua phía bên này thì hôm nay nhá, em sẽ giới thiệu cho anh em mình ở đây sẽ có những cái thân máy khoan pin của Vulcan. Cái thân máy này là thân máy đầu vít anh em ạ. Đây, thân máy đầu vít này. Thân máy đầu vít thì anh em mình thấy được cái chức năng của nó là rất là đa năng. Ở đây nhá, khi mà anh em để như này nó sẽ là đầu khoan. Đấy, còn anh em mình rút cái đầu máy này ra này. Đấy, rút cái đầu máy này ra thì nó sẽ là đầu chuyên vít. Được chưa ạ? Nào, bây giờ em sẽ lắp pin chạy thử nha. Đây, luôn. Bây giờ em sẽ quay sát màn hình vào đây. Nào, bây giờ em sẽ quay sát màn hình vào đây để cho em mình thấy rõ được cái mã sản phẩm này. Nó sẽ là hàng thương hiệu chính hãng của Vulcan và logo dập lửa trên máy. Đấy, và thân máy này hôm nay thì chỉ với mức giá có 490.000 đồng thôi. Máy thì sẽ là máy 3 chức năng này, sử dụng là motor từ không chổi than và điều chỉnh 2 tốc độ. Đấy, đầu máy thì là đa năng, các anh có thể rút ra rút vào được. Mình có thể là để đầu chuyên khoan như thế này hay là để đầu chuyên vít như thế kia. Đấy, chuyên khoan thì nó sẽ là đầu auto lock và có khóa trục luôn nha, đầu 10 ly các anh ạ. Đấy, chốt đơn mã này anh em gọi cho em là thân máy khoan pin 10 ly mã đầu wick, giá cho em là 490.000 trên một thân máy. Đấy, 490.000 trên một thân máy. Thân máy thì không kèm theo pin. Anh em ở nhà có pin chơi pin phổ thông rồi mình mua thân máy về mình tận dụng luôn những cái quả pin ở nhà, được chưa ạ? Đấy, và bên này thì em còn một ít cái đây này.
Đây là cái thân máy thổi lá của Hukan. Cái thân máy này, thân máy màu vàng em nhé. Màu vàng cho em này. Đây. Cái thân máy màu vàng này thì nó sẽ có bao gồm một thân máy này và hai cái ống thổi cho em, hai ống thổi. Hai ống thổi như này theo nha anh em nhé. Cái này gọi cho em là thân máy thổi lá của Hukan loại màu vàng. Giá của nó sẽ là 600.000, hàng cho pin phổ thông. Và anh em nắp vào pin phổ thông vào đây này, anh em xài này, giá 600.000 một thân máy. Cái này đi thổi lá phải nói rằng là mạnh như là vũ bão luôn cho em. Lên tiếp cho em ở đây sẽ là một bộ máy chuyên vít. Nào, đây sẽ là cái bộ máy chuyên vít của Hukan anh em ạ. Cái dòng này sẽ là dòng pin 10 cell nha, pin 10 cell cho em. Có 3 đèn led ở trên này, 1 đèn led ở dưới này. Đây này anh em này. Đấy, con này đang hết pin mất rồi. Con này đang hết pin mất rồi anh em nhé. Giá 1.2 triệu nhá. Đây để em thử xem có cái quả pin nào còn thì em sẽ thử cho anh em. Đây để xem cái quả pin này còn pin không. Con máy này thì anh em mình cứ làm thợ xài công trình thoải mái luôn. Đấy. Khỏe lắm nhá. Đây là anh em có 3 đèn led ở trên, đèn led ở dưới này. Đó. Với cái mẫu máy này á, khi mà anh em nhận về này, có một thân máy 2 pin 1 sạc đi theo. Và giá thì chỉ có 1.200.000 thôi. Mức giá gọi là sale sập sàn cho tất cả nhà mình luôn. Lê đơn gọi cho em là chuyên viết Hukan pin 10 sale nha. Giá là 1.200.000. Đấy. Và lên tiếp cho em ở bên này. Bên này em có về rất là nhiều những cái mã hộp đựng đồ này anh em này. Và những cái dòng máy khoan bê tông nha. Máy khoan bê tông này. Bê tông 3 chức năng này. Có rất là các đủ các mã để cho nhà mình tham khảo và lựa chọn luôn. Với cái con máy khoan bê tông của Kenmax này này. Đây. Bê tông của Kenmax đây anh em nhá. Hôm nay là anh em mà chốt máy bê tông Kenmax ấy thì trong hộp nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn, để em mở cho anh em mình xem ở trong hộp này nó sẽ có bao gồm những cái gì. Đây. Có cho anh em mình là 2 mũi đục và 3 mũi khoan. Mũi đục sẽ là 1 mũi nhọn, 1 mũi bằng và 3 mũi khoan 8 9 10 nha. Máy khoan đây. Dòng khoan 3 chức năng và có đảo chiều luôn. Đầu mũi khoan 2-26, logo dập lỗi như thế này. Máy là xài điện trực tiếp 220V và công suất cực đại lên tới 1050W. Chốt mã này các bác gọi cho em là máy bê tông của Kenmax. Giá cho em là 750 các bác nha, 750 thôi. Giá rất chi là hời luôn cho em. Còn cái con máy này sẽ là con máy khoan bê tông của Hukan mã K90. Máy K90 của Hukan á, phụ kiện đi theo cũng giống Kenmax luôn. Cũng theo 2 mũi đục 3 mũi khoan. Và con này thì giá của nó 850 nhá. Màu đen pha với màu vàng rất là đẹp như thế này. Chốt đơn mã này gọi cho em là máy khoan bê tông Hukan mã K90. Giá 850 cho em. Và đây thì sẽ là những cái con máy bào của Kenmax. Giá em bán tặng các bác là 700.000 bào vỏ nhựa nhá. Còn cái thân máy khoan pin của Hukan này này. Cái thân máy này nó theo một cái hộp đây nhá. Cái hộp của nó rất là đẹp. Cái thân máy này là thân máy Hukan Z1800, hàng cao cấp nhất luôn. Cái lực xiết của nó mạnh hơn tất cả các loại. Lực xiết là 120 N. Đấy. Đầu máy là đầu Autolock 13 ly có khóa trục và máy 3 chức năng, máy không chổi than, hàng chuẩn bị phổ thông. Mỗi một thân máy này được tặng một cái vỏ hộp này và một cái tay cầm phụ như này. Các bác chốt gọi cho em là thân máy Hukan Z1800. Cái này các bác có thể dùng để đi rút loại bê tông nhá. Giá của thân máy là 1.280.000 đồng. Còn đây sẽ là cái thân máy khoan 13 ly của Marula. Cái thân máy này cũng có lực xiết là 120 N. Và cũng có một tay cầm phụ và vỏ hộp như này đi theo. Giá chỉ có 870.000. Đấy, chức năng nó như con Z1800 luôn. Đây, đầu 13 ly Autolock, máy 3 chức năng có khóa trục nha. Đầu có khóa trục luôn, máy không chổi than và logo dập lỗi chính hãng của Marula. Cho nên mã này gọi cho em là thân máy khoan 13 ly màu đỏ của Marula. Giá chỉ có 870.000 thôi. Và đây thì sẽ là một con máy hàn. Đây. Máy hàn của Kenmax nha. Và Marula. Đây, bên này là Kenmax này. Bên này là Marula này các bác này. Máy hàn Marula màu đỏ hôm nay em sale các bác giá 700.000. Còn máy Kenmax là 900.000. Hai cái mã máy hàn này các bác sử dụng hàn que 2 ly rưỡi, được bảo hành 1 năm. Đấy, thiết kế máy nhỏ gọn, chiều dài 20 cm, chiều cao 15 cm và chiều rộng là 10 cm. Với cái sản phẩm này em bán rất chi là nhiều và rất là lâu năm rồi. Chất lượng nó rất là tốt, được tất cả các bác khách hàng đón nhận, tin dùng và sử dụng. Đấy, và các bác nhìn cho em đây, con này là con Marula này. Đó. Phía sau đều có quạt làm mát và công tắc tắt mở như thế này. Còn đây là con máy Kenmax này các bác này. Đấy, chốt đơn các bác lên đơn cho em là máy hàn Kenmax hoặc là máy hàn Marula nha. Con Marula giá 700, còn Kenmax thì giá có 900.000 thôi.
Và ở bên này thì em sẽ có những cái con máy thổi bụi điện của Hucan, hàng mẫu mới nhé. Cái hàng này á, là các bác sẽ vừa thổi bụi vừa hút bụi được này. Điều chỉnh được 6 tốc độ như này cho em. Đi theo sẽ có đầy đủ những cái ống hút, ống thổi to nhỏ đầy đủ luôn. Và nhớ chốt đơn mã này gọi cho em là máy thổi bụi điện của Hucan loại màu xám. Giá chỉ có 680.000 đồng thôi các bác nha. Còn đây thì sẽ là những con máy cưa. Cưa này là cưa đẩy nha. Cái này các bác gọi cho em là máy cưa gỗ 185 của Hucan loại màu xám. Với mức giá là bao nhiêu ạ? Mức giá là 799k, hàng logo dập nổi. Đi theo cho các bác một cái lưỡi cưa, theo cho bác một cái lưỡi cưa gỗ luôn. Đấy, giá chỉ có 799k nhá. Còn ở đây thì sẽ là những cái bộ máy khoan bê tông của Dalot. Hàng khoan bê tông Dalot 3 chức năng này, logo dập nổi như thế này cho em. Máy thì phải nói rằng là cực đẹp. Cái máy này thì sẽ không có hộp đựng máy nhá, không có mũi khoan đục đi kèm. Các bác nhận về chỉ có máy và tay cầm như thế này thôi. Nhưng mà thật sự luôn, với mức giá là 560 ngàn thôi. Rẻ hơn cả một con máy khoan tay các bác. Dòng máy 3 chức năng có đảo chiều và đầu mũi khoan 2-26 cho em. Công suất cực đại lên tới là 1010W. Đấy, chốt mã này các bác gọi cho em là khoan bê tông Dalot nha. Giá chỉ có 560 ngàn đồng thôi. Rẻ ơi là rẻ luôn các bác ạ.